Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Với phương châm tất cả cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, Sở Y tế đã thành lập 2 đoàn đến thăm chúc Tết 5 đơn vị bệnh viện trong toàn ngành, gồm Bệnh viện Lao phổi 74 Trung ương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Đến thăm chúc Tết tại các bệnh viện, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế gửi lời chúc mừng năm mới bình an, mạnh khỏe đến tập thể cán bộ, y bác sĩ các bệnh viện và gia đình. Biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ các y bác sĩ trong năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, khám và chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng, quyết tâm trong phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán gắn với phòng chống dịch COVID-19. Đảm bảo cho người dân vui Tết cổ truyền trong không khí an toàn, đầm ấm. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Y tế gửi tặng các đơn vị những phần quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cùng lời chúc mừng năm mới, động viên, khích lệ tinh thần cho các y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức đến thăm và tặng quà cho một số gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên cao tuổi. Trong dịp này, Hội Cựu chiến binh đã tặng gần 100 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng. Những phần quà được trích từ nguồn ngân sách và nguồn các hội viên Cựu chiến binh tỉnh đóng góp nhằm chia sẻ khó khăn để hội viên có điều kiện vui Tết đón xuân. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Hội Cựu chiến binh tỉnh để hội viên có một cái Tết vui tươi, đầm ấm hơn. Những ngày này, công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh Vĩnh Phúc tích cực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân đầm ấm và đủ đầy. Theo thống kê toàn tỉnh hiện có hơn 138.000 người có công với cách mạng, hơn 12.200 hộ nghèo và cận nghèo. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn có khoảng 25.000 người được nhận quà Tết của Chủ tịch nước. Tỉnh đã chuẩn bị hơn 35.000 suất quà tặng người có công, các gia đình chính sách, hơn 5.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn được tặng quà, cùng nhiều hoạt động khác với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng. Đảng, nhà nước rất quan tâm đến tất cả các hộ hoàn cảnh khó khăn của xã An Dương. Sự cảm ơn của Trung ương hôm nay về tặng quà là mỗi suất quà cho động viên cho tất cả những gia đình đều phấn khởi, động viên và chân thành cảm ơn. Ngoài nguồn ngân sách tỉnh, các địa phương còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà tới gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng nguồn kinh phí của cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường huy động nguồn xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách. Hàng năm là ban giám đốc và cán bộ công nhân viên đã dành một cái phần kinh phí nhất định để chăm lo Tết cho người nghèo. Đây nó là cái trách nhiệm không những của doanh nghiệp mà nó là cái trách nhiệm chung của mỗi cá nhân đối với xã hội. Trong hoàn cảnh các cái hộ gia đình nghèo khó và khó khăn thì vào những ngày Tết đến xuân về, đây là ngày Tết truyền thống dân tộc và vì vậy mà chúng ta cần phải hết sức quan tâm đến những đối tượng yếu thế, những người nghèo. Và vì vậy mà chúng tôi dành một cái phần kinh phí như cái năm nay là chúng tôi dành gần 1 tỷ đồng để trao tặng cho người nghèo. Để công tác chăm lo Tết được kịp thời, chú đáo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác thăm hỏi và tặng quà, phân công cán bộ phụ trách từng huyện, thành phố để giám sát, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc thực hiện công tác chính sách dịp Tết, bảo đảm các đối tượng được nhận quà Tết đầy đủ, kịp thời. Ngay từ tháng 11 năm 21 thì Sở đã tham mưu với tỉnh đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát những đối tượng chính sách xã hội cần được hỗ trợ đối với dịp Tết Nguyên đán này. Cái thứ hai là xây dựng cái kế hoạch cụ thể cho việc hỗ trợ cho từng đối tượng, tránh cái việc mà một đối tượng được hỗ trợ nhiều cái gói hỗ trợ, còn có cái đối tượng mà không được hỗ trợ nào thì chúng tôi cũng yêu cầu các huyện rà soát rất là nghiêm ngặt trong cái việc này. Chăm lo Tết cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công là thể hiện truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chính từ sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội, tất cả các gia đình ai cũng có Tết, một cái Tết đầm ấm, yên vui.
Những ngày này, sắc đỏ của cờ hoa băng rôn chào mừng năm mới Nhâm Dần 2022 rực rỡ trên khắp các tuyến đường của thành phố Vĩnh Yên. Mặc dù vẫn bộn bề lo lắng vì dịch bệnh, nhưng không vì thế mà ảm đạm, không khí xuân vẫn lan tỏa vào từng con đường, ngõ phố, khiến ai nấy đều cảm thấy phấn khởi. Tuyến đường trung tâm thành phố rực rỡ với cờ hoa khiến bất cứ ai đi qua cũng phải chậm lại để ngắm nhìn một chút. Sắc đỏ bao trùm phố mang lại không khí đầm ấm, tượng trưng cho những mong muốn về sự may mắn và bình an trong năm mới. Khu vực quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh cũng thu hút khá đông người dân tới để lưu lại những khoảnh khắc cùng gia đình. Thật sự là năm nay thì tôi cảm thấy là thành phố Vĩnh Yên mình ấy thì là khắp mọi nơi ấy đều tràn ngập không khí Tết và được trang hoàng rất là đẹp, kể cả từ quảng trường và trên chỗ khu công viên ở trên Vĩnh Yên ấy thì tôi thấy là tất cả các nơi thì đều được trang hoàng rất là đẹp. Không chỉ các tuyến phố, năm nay tại các điểm sinh hoạt văn hóa, khu vui chơi giải trí công cộng cũng được trang hoàng rực rỡ bằng nhiều loại hoa cùng những mô hình biểu tượng linh vật về Tết cổ truyền. Đây cũng là khu vực sẽ được nhiều gia đình lựa chọn để vui chơi trong dịp Tết này. Trên cái đường đi từ nhà đến công viên này, chỗ nào mình cũng thấy trang trí rất là đẹp. Và ra công viên thì là màu sắc trang trí rất là đẹp. Các bạn nào cũng rất là thích chụp ảnh với cái tông màu đỏ với màu vàng, tạo một không khí Tết rất là đẹp đấy. Không gian phố phường thông thoáng và hiện đại khi được tiết chế hơn về màu sắc, nhưng vẫn đủ để ai cũng có thể cảm nhận được không khí xuân đang náo nức, rộn ràng. Chúng tôi năm nay cũng chủ trương là thực hiện đơn giản, tiết kiệm nhưng mà vẫn thể hiện được sự văn minh của đô thị. Thế và bên cạnh đó thì thành phố năm nay tập trung rất mạnh cho thứ nhất là việc tăng cường ánh sáng, chiếu sáng đô thị ở tất cả các khu vực công cộng. Thế và đặc biệt nhất đó là thành phố Vĩnh Yên đã triển khai được 17 cái tuyến phố hạ ngầm toàn diện. Và ở đây chúng tôi cũng muốn toàn bộ các cái hệ thống từ viễn thông, điện lực cho đến cấp thoát nước sẽ được đưa xuống những cái hào cáp để tạo ra một cái cảnh quan bộ mặt mới cho đô thị Vĩnh Yên. Hệ thống đèn chiếu sáng chính là điểm nhấn cho không gian đô thị Vĩnh Yên những ngày này. Khi màn đêm buông xuống thì không gian thành phố như được khoác lên mình một lớp áo đầy sắc màu. Một năm qua, mặc dù dịch bệnh có tác động tới nền kinh tế một chút, cuộc sống của người dân có đảo lộn một chút. Nhưng giờ đây, khi đứng tại đây và ngắm nhìn thành phố trong không khí này thì lại mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng phấn khởi khi cảm nhận về sự lạc quan, về sức sống mới, về niềm tin về một năm mới, năm Nhâm Dần với nhiều điều tốt đẹp. Thời điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây cũng là thời điểm bắt đầu áp dụng Nghị định 123/2011 sửa đổi một số điều của Nghị định 100/2019. Nhiều mức phạt tăng cao đã giúp người dân ý thức hơn khi tham gia giao thông. Tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm là hành vi thường gặp trong các vi phạm bị xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông. Theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ, hành vi này bị xử phạt từ 200.000 đến 300.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cải quay đúng quy cách sẽ bị xử phạt từ 400 đến 600.000 đồng theo Nghị định 123, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, tức là tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba theo quy định cũ. Thì chúng tôi tập trung vào xử lý những trường hợp mà thường xuyên vi phạm những cái việc mà không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện cũng như là ngồi trên xe mô tô, thì chủ yếu tập trung vào những đối tượng là thanh thiếu niên là không đội mũ bảo hiểm, không gương đấy, có hiện tượng là lạng lãnh hay là bốc đầu đi trên đường. Thì cái này, việc này chúng tôi đã quán triệt với lực lượng cảnh sát giao thông là tuyên truyền đối với những người già, những người nhiều tuổi đấy, điều khiển xe mô tô và xử phạt nghiêm đối với những trường hợp thanh thiếu niên mà thường xuyên vi phạm. Không chỉ tăng nặng với các vi phạm liên quan đến người điều khiển xe máy, mà theo Nghị định 123, thì các mức phạt đối với xe ô tô cũng tăng cao. Tiêu biểu như tăng mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng với các hành vi
lái xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng. Lái xe không đủ hệ thống hãm hoặc hãm không đúng tiêu chuẩn. Mức xử phạt tăng lên từ 14 đến 16 triệu đồng đối với chủ ô tô điều khiển phương tiện không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông hoặc hết hạn sử dụng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt hơn 3.400 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Việc tăng nặng một số mức phạt nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đối với người dân, đồng thời bảo vệ kết cấu hạ tầng và tăng mức gian đe đối với các hành vi nguy hiểm. Thế đối với cái mức phạt của Nghị định 123 là tôi cho rằng là sửa đổi rất kịp thời, bổ sung cho Nghị định 100. Những phạt sẽ tăng cao mà đa số những cái mức phạt tăng cao là những cái lỗi ở nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đấy, cho nên tôi cho rằng là cũng có cái một phần nào tác động đến ý thức của người tham gia giao thông chấp hành tốt hơn. Thực tế, vi phạm giao thông có nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do ý thức của người điều khiển phương tiện còn hạn chế, chủ quan. Nhiều vi phạm có thể dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Có những trường hợp chủ doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và cả tài xế biết rõ nhưng vẫn cố tình vi phạm nên cần phải xử lý thật nặng để răn đe.